Rồi bán bao tiền cân anh? To 150 anh ạ. Bé 130. Bé 130. 150 là chuột 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 đấy à? Chuột là chỉ xong rồi à? Mặt lông này lên cân thôi. Chứ không chứ không mổ gì? Chưa mổ, mổ thì mổ hộ thôi. À. Mặt lông này xong là cân 150 cân. Ờ, còn nếu mổ thì bọn em lại bán giá khác. Mấy giây một con chuột? Một cân mấy con anh? Một cân to 4-5 con. Ăn ở đây ngon hơn là ở đâu? Chuông, chuông mua chuột vỡ vả lắm. Mày ăn ở nhà Nhu bọn anh chỉ ôm mới quay gì đó. Ăn bữa nào là ăn nhau mà em ăn to quá đấy. Anh hết chưa? Không vấn quay mặt non nha. Không vấn quay. Không vấn. Đấy. Lạt sập vẽ lên ngay rồi. Anh chỉ quay thôi, lăn lên. Sập ăn không mình nói sập nhiều lắm. Bất bất kích ngay. Bình thường mà thì mình quay cho cả ngày trước. Ăn không? Anh chưa biết được, anh còn sang bên thanh niên anh cảm thấy hơn quay nhắm đây mà. Quay mấy đoạn vào, mỗi đoạn 30 giây thôi. 7 giây à, 60 giây nhá. Nếu mai để mai thì phải ăn thì ăn, để mai. Nhưng mà ở đây không có thui đâu, anh chỉ bật nông thôi. Nó thui chưa? Thui chưa đàng hoàng. Thui chưa đàng hoàng. Khách yêu cầu thui là thui, mà không thui thì cũng để đúng không? Ba con năm nạng. Trời ơi. Bé 130, to 150. Không đi đâu lên. Đi đâu? Đây to là con này này. Con bé là con này. Ăn bé thôi à? Chuột 115 nữa là lên 300 cân. Xô luôn, không có tô. Bé vào, bé không bắt con chuột thì vất vả lắm đấy. Cuốc nhọc lắm. Đáng đâu phải bán 300 cân. 300 mặn quá anh ạ. 150 là... Giờ chuột nó hiếm, khó bắt. Bé vừa bắt được cho dân nữa. Chuột nó bấy nhiều. Bắt em đi đây. Chờ tí để anh dô ngoài 200 nữa rồi bắt thôi. Thôi. Anh ăn mấy cân? Anh mà. Em ăn loại bé bé thôi, cho toai thôi. Ờ được. Đấy, bình thường em. Thôi là em nhá. Rồi nhất trí, cổ luôn. Đông này. Đại hội, đại hội. Đại hội. Đại hội. Chưa có cái biển à? Không có cái gì đâu bằng cái này. Không có gì đâu bằng cái này. Sáu con, 9 lạng đặc sản. Đặc sản Ninh Giang quê ăn này. Cháy mắt kia là từ sau con chuột. Cháy mắt này. Đây đây. Là một tiếng được nhịp sống cây bắp đã nhảy đi. 30 giây em ạ, 60 giây đâu. Đây à, siêu đấy. Đấy có 5 mấy giây đã thu sau rồi. Quay máu. Quay máu thì quay máu thì quay máu thì được. Đẩy mạnh lên. Cho mất đi cái quay máu. Chọc quá hết chọc mặt rồi. Ngu quá. Cái này đúng không? Cái này đúng không? Ừ. 3 giây xong rồi. Chạy. 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 Chạy
cái này á. Vừa vào. Vừa rồi cái đã xuống tàu. Vừa vào hết. Xong. Đường bẩn nhé. Đường bẩn nhé. Ừ. Nhưng mà đến gần cuối thì mới cho chuối ở. Cho luôn vào từ đầu đi. Thì sắp coi như đừng đảo lúa. Đừng đảo lúa. Đây là khuê cặp. Ôi giời, bám bảo. Đây được máu rồi. Đây được máu. Đây, hai tuần chưa? Rồi, 3 lít, 200 và 300. Hai xong chưa anh? Anh ăn mấy cân rồi? Ăn vừa thôi. Vừa đấy à? Mấy người? Có 3 anh em. 3 anh em mà cứ chơi 2 cân. Thế bọn đấy là bọn bé hả anh? Bé hả? Cái bé này nó bao nhiêu này? Nên mấy cân này nhỉ? 2. Đẳng cấp. Và mình làm cỡ thì 10 phút con. Năm ngoái còn được mấy bữa, năm nay chưa thấy mời bữa nào cả. Có đi giờ đi ấy rồi. Đi công ty. Đi công ty là có bông rồi. Lần sau hắn đi làm đêm thì may còn có cơ hội.